Chào mừng anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã quay trở lại với kênh Hoàng Chứng Khoán. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh giá cái diễn biến thị trường trong phiên đầu tuần, khi mà chúng ta thấy là một cái phiên lực cầu vào cũng tương đối lớn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá cập nhật lại cái danh mục đầu tư, danh mục mà anh chị em chúng ta đã follow theo Hoàng ở những cái room khách hàng cũng như là room cộng đồng cũng như là trên kênh YouTube những cái video trước, thì chúng ta sẽ cập nhật lại các cái cổ phiếu đấy. Những ai mà đang xem cái video này mà chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy đăng ký kênh. Anh chị em nào chúng ta chưa like video thì nhấn vào nút like ở phía dưới video giúp Hoàng. Chúng ta thấy là cái diễn biến thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường tương đối là tích cực. Thì buổi sáng thì thị trường mở phiên nó có cái sự rung lắc đạp nhẹ một tí, nhưng mà chúng ta thấy là sau đó tiền đổ vào rất là nhiều và chúng ta thấy là các cái cổ phiếu tăng rất là mạnh. Đặc biệt trong phiên sáng thì chúng ta thấy là ngay đó là cái nhóm ngành bất động sản là cái nhóm ngành tăng mạnh nhất. Thì những cái nhóm cổ phiếu bất động sản thì chúc mừng anh chị em, bởi vì chúng ta đã hold được cái lượng cổ phiếu, hold được hàng trong 2 tháng vừa qua. Từ giai đoạn tháng 5 đến bây giờ thì chúng ta hầu như là chúng ta đạt được những cái tỷ lệ lợi suất, lợi nhuận tương đối lớn. Thì xin chúc mừng anh chị em chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta nắm giữ. Thì chúng ta thấy là ngoài các cái cổ phiếu về cái nhóm ngành đó là bất động sản nó tăng đầu phiên, thì chúng ta thấy là tiếp theo là đến các cái cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán. Khi ngày hôm qua ra một số những cái thông tin là lan truyền về cái hệ thống KRX và vận hành cái T+2, trước đây thì T2.5, thì chúng ta thấy là sau những cái bài báo đấy thì giới đầu tư họ kỳ vọng lại cái T+2 thì cái thanh khoản nó sẽ lớn hơn. Thì các giới đầu tư họ bắt đầu họ kỳ vọng vào các cái cổ phiếu nhóm chứng khoán và bắt đầu họ mua. Thì chúng ta thấy là cái diễn biến nhóm chứng khoán ngày hôm nay cũng quay trở lại rất là tích cực. Mặc dù trước đó thì chúng ta cũng đã thấy là sau hai phiên bán mạnh, đó là ngày thứ tư và ngày thứ năm, thì các cái cổ phiếu nhóm ngành tài chính, đặc biệt là nhóm ngành về chứng khoán, thì nó cũng có một cái phiên phục hồi thứ sáu, nó lấy lại cái sự đứt gãy trên. Thì các cái cổ phiếu chứng khoán này chúng ta thấy là vẫn đang giữ được những cái nhịp rất là tốt. Sau đó thì chúng ta thấy là nổi bật tiếp theo đó là cổ phiếu nhóm thép, đó là Nam Kim, khi mà vượt được cái vùng 20 với một cái volume khối lượng tương đối là thuyết phục, thì chúng ta thấy là toàn bộ thị trường ngày hôm nay đều được kéo. Và cái phân bổ các cái lớp thì chúng ta thấy là đa số các cái cổ phiếu ngày hôm nay là chiếm được cái sắc xanh của toàn bộ thị trường, và cổ nào cũng tăng, đúng không ạ? Cổ nào cũng tăng và cái phân bổ dòng tiền tăng nó cũng tương đối tốt trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Một số những cái yếu tố mà nhà đầu tư đang quan tâm hiện tại đó là ngày hôm nay khối ngoại họ bán rất là nhiều. Thì chúng ta cũng phải lưu ý thì cái việc khối ngoại hôm nay họ bán thì cái này nó thể hiện cho cái việc là một số cái quỹ nó bán và nó bắt đầu nó thu gọn lại cái danh mục đầu tư, đặc biệt là các cái cổ phiếu lớn trong giai đoạn vừa qua cũng cho một cái mức tăng rất là nóng, thì bắt đầu họ thu hẹp cái danh mục đầu tư. Thì anh chị em chúng ta cầm những cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn như thế này chúng ta cũng phải là cẩn thận, và anh chị em chúng ta cầm cái nhóm banh mà vốn hóa lớn á, thì anh chị em chúng ta cũng phải lưu ý, bởi vì những cái cổ phiếu này mặc dù là kết quả kinh doanh quý 2 nó có lợi nhuận, tuy nhiên đúng không ạ, nó sẽ gặp những cái tình trạng khó khăn đến giai đoạn quý 3 và quý 4, và chứng khoán là cái nơi mà kỳ vọng tương lai, vì thế anh chị em chúng ta phải lưu ý những cái cổ phiếu ngân hàng. Bản thân Hoàng thì Hoàng không đánh các cái cổ phiếu ngân hàng hiện tại, chỉ hôm vừa rồi cho anh chị em chúng ta mua các cái cổ phiếu nhỏ nhỏ nó có những cái câu chuyện như là An Bình thôi, chứ đoạn này Hoàng không đánh nhóm ngân hàng. Đấy là những cái lưu ý. Thứ nhất là nó nặng, thứ hai là nó cái tỷ lệ lợi nhuận thì nó sẽ không bằng các cái cổ phiếu khác. Các cái cổ phiếu khác ở đây là gì? Có thể là các cái cổ phiếu nhóm vốn hóa chung vừa và nhỏ thì đánh nó sẽ tối ưu hơn, đúng không ạ? Như là đầu tư công, bất động sản thì nó sẽ sinh lời nhiều hơn. Đấy là những cái chia sẻ cho anh chị em tại sao mà Hoàng không đánh nhóm ngân hàng. Thì chúng ta thấy là với bối cảnh thị trường hiện tại nhận định rất là đơn giản, với cái việc là chúng ta thấy là cái dòng tiền nó cứ vô liên tục như thế này thì để bẻ gãy được cái xu hướng tăng của thị trường thì nó sẽ rất là khó, và nếu có xảy ra thì nó sẽ cần những cái thời gian phân phối nhiều phiên thì nó mới có. Còn hiện tại thị trường đang vận động như thế này thì anh chị em chúng ta cứ yên tâm. Thì chúng ta thấy là bối cảnh thị trường về mặt chỉ số thì đang vận động trong một cái khung giao dịch như thế này, đúng không ạ? Thì nó hình thành một cái biên độ sai ngang, một cái biên độ sai quay đi ngang. Thì với cái việc hình thành biên độ sai quay đi ngang này thì thị trường nó sẽ có nhiều cái nhịp phân hóa nhiều hơn. Và đánh giá là tuần này là một cái tuần mà sẽ có nhiều các cái nhịp phân hóa và những cái diễn biến thị trường xu hướng rõ ràng thì nó sẽ diễn ra vào giai đoạn thứ năm, thứ sáu. Còn những cái phiên đầu tuần thì nó bị FOMO, và thứ ba, thứ tư thì khả năng cao thì nó sẽ có những cái nhịp rung lắc mạnh hơn, và cái xu hướng rõ ràng thì nó diễn ra vào cuối tuần. Bởi vì chúng ta thấy là tuần trước thì thị trường nó đóng một cái cây nến
tương đối là lưỡng lự, đúng không ạ? Thì tuần này là một cái tuần đấu tranh giữa phe mua và phe bán để chúng ta xác định cái sự tiếp tục của xu hướng hay là gì, hay là tạo một cái đỉnh ngắn hạn hoặc là tiếp tục trạng thái sideways. Thì cái cuối tuần là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta xét cái biến số như vậy. Còn hiện tại thì thị trường hiện tại đang đi ngang và các cái cổ phiếu nó sẽ phân hóa. Vì thế thì nó cũng chưa có nhiều các vấn đề quá xấu ở đây. Vì thế anh chị em nào ở vị thế chúng ta cầm hàng theo cái sự tư vấn của Hoàng trong giai đoạn vừa qua, các cái cổ phiếu sắt thép, đầu tư công, rồi các cái cổ phiếu bất động sản, đúng không ạ? Thì anh chị em chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ, đặc biệt là Phát Đạt hay là Đất Xanh thì anh chị em chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ. Còn vị thế mua mới thì đoạn này anh chị em chúng ta phải lựa chọn cẩn thận. Chúng ta tìm những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện trong quý 3, quý 4 thì chúng ta mua thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đấy là những cái lưu ý tư vấn chung. Rồi, phần tiếp theo Hoàng sẽ cập nhật lại cái danh mục đầu tư. Thì nhiều anh chị em ngày hôm nay hỏi về cái vấn đề Đất Xanh, nó bị bán vào giai đoạn cuối phiên sau khi mà buổi sáng thì tăng rất là mạnh 4%. Thì thật ra là những cái cổ phiếu Đất Xanh dạng đánh của nó là nó đánh xong là nó điều chỉnh, chứ nó sẽ không tạo những cây mà đi lên liên tục. Vì thế anh chị em chúng ta nắm được Đất Xanh thì chúng ta cũng phải lưu ý cái trạng thái hoạt động của cái đường giá cũng như là cái ý chí của cái đội lái để chúng ta theo. Với cái việc mà tăng trần ở phiên thứ 6 rồi thì ngày hôm nay, đúng không ạ, hay là ngày mai có những cái nhịp điều chỉnh là tương đối là bình thường. Anh chị em chúng ta lưu ý cái vấn đề như vậy. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy là Long Điền chạy theo, đúng không ạ? Thì cái video trước đó thì Hoàng cũng đã nói về Long Điền rồi. Thường Đất Xanh chạy trước một phiên thì là DG nó sẽ chạy theo. Rồi Phát Đạt thì đã cho anh chị em chúng ta mua từ giai đoạn dưới rồi, thì hiện tại anh chị em chúng ta vẫn cứ nắm giữ ha. Ngày hôm nay 22.8 thì nó chưa thể vượt cái vùng 23 được, đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay cũng là chưa phải là một phiên thuyết phục, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ chờ. Nhưng mà cái xu hướng hiện tại của Phát Đạt vẫn duy trì rất là tốt. Cái lượng hàng mà bán ra trong những cái phiên giao dịch ở tuần trước thì nó không quá nhiều, đúng không ạ? Chúng ta thấy là những cái phiên bán volume nó rất là thấp, thì những cái cổ phiếu này vẫn chưa vi phạm những cái yếu tố để chúng ta chốt lời, đúng không ạ? Thì anh chị em chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta giữ. Hay Novaland anh chị em nào nắm thì vẫn cứ tiếp tục, đúng không ạ? Hoàng thấy là cái trạng thái của cái xu hướng hiện tại của các cái cổ phiếu này nó rất là mạnh. Rồi đích ngày hôm nay chúng ta thấy là sau khi mà vượt 26 thì có những cái trạng thái, đúng không ạ, điều chỉnh lại, thì ngày hôm nay cũng tạo những cái phiên breakout qua và duy trì đạt cái yếu tố đường giá trên cái vùng 26, đúng không ạ? Thì đây là những yếu tố, những cái cổ phiếu này nó tiếp tục một cái giai đoạn xu hướng tăng của nó, thì anh chị em chúng ta cứ tiếp tục là chúng ta nắm giữ tiếp nếu anh chị em chúng ta đang cầm những cái cổ phiếu này. Sell ngày hôm nay lên một phiên rất là tuyệt vời khi mà chúng ta thấy là sau những cái giai đoạn điều chỉnh, đúng không ạ, sau những giai đoạn dù bỏ điều chỉnh thì hiện tại sell cũng kéo một phiên như thế này thì nó cũng tương đối là nó uy tín, đúng không ạ? Phiên mà 15 triệu như thế này, đúng không ạ, thì nó cũng đặt những cái yêu cầu về cái việc là phá kháng cự, thì anh chị em chúng ta nắm giữ những cái cổ phiếu này thì anh chị em chúng ta vẫn có thể là cầm được. Rồi chúng ta cập nhật một số những cái cổ phiếu khác, đúng không ạ, như là nhóm ngành về đầu tư công đi. Đầu tư công thì Hoàng có cầm những cái cổ phiếu như là FCN. Thì FCN hiện tại anh chị em chúng ta cứ giữ 1/2 cái lượng hàng mà giai đoạn trước đó chúng ta đã nắm giữ. Thì nói chung là các vị thế hiện tại đều đang có lại, và ngày hôm nay FCN vẫn muốn vượt lên nhưng mà rất tiếc là không vượt được. Thì khả năng cao trạng thái của FCN hiện tại đang vùng đi ngang sideways thôi. Và với cái việc mà cố vượt như thế này thì trước sau nó sẽ vượt được thôi, đúng không ạ? Nếu như mà nó đã chết thì nó đã cũng đã chết cái phiên ngày 11 tháng 8 rồi. Khi mà nó thủng 16.5 thì phiên sau đó nó sẽ rơi rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là tạo một cái nến rút chân như thế này thì FCN nó vẫn cố gắng nó giữ giá được cái vùng này. Thì anh chị em chúng ta cứ kiên nhẫn là chúng ta cầm 1/2 cái lượng hàng còn lại. Bởi vì Hoàng cho mua FCN là dưới cái vùng 16 rồi. Thì anh chị em chúng ta cứ nắm giữ. Rồi, ngày hôm nay nổi bật nhất là Nam Kim khi mà nó vượt được cái vùng 20 với cái vol là 17 triệu, hơn 17 triệu. Thì cái vol này là đạt yêu cầu breakout của Nam Kim khi mà vượt qua vùng 20 rồi. Thì Nam Kim cũng là một cái cổ phiếu mà Hoàng đã tư vấn trong giai đoạn trước đó. Anh chị em nhà đầu tư của chúng ta mua từ cái vùng 17 rồi, đúng không ạ? Chúng ta mua Nam Kim từ vùng 17.x rồi và chúng ta mua thêm. Chúng ta mua thêm. Thì chúng ta thấy là hầu như là hiện tại chúng ta cầm những vị thế nó rất là đẹp rồi, đúng không ạ? 17.7 hiện tại chúng ta đang lãi 15% rồi, đúng không ạ? Và chúng ta đã mua thêm 18 thì đâu đó thì chúng ta hiện tại đang lãi từ 10 đến 11% nếu anh chị em nào chúng ta mua thêm theo cái sự tư vấn của Hoàng. Thì hiện tại khi mà nó vượt 20 như thế này, đúng không ạ, thì anh chị em chúng ta cứ tiếp tục là chúng ta cầm hàng. Và cái target như Hoàng nói trong giai đoạn trước rồi là lên được cái vùng 24. Nói chung là sắt thép đánh nó hơi lâu một tí nhưng mà nó sẽ tương đối là nó an toàn,
đúng không ạ, an toàn. Còn Hòa Phát thì Hoàng nghĩ là đoạn này nó đi ngang, nó xi nền, đúng không ạ. Các cái cổ phiếu còn lại Nam Kim, Hoa Sen, TLH nó sẽ tiếp tục nó chạy theo, đúng không ạ. Hòa Phát đoạn này không thể tăng được, đúng không ạ. Trạng thái của Hòa Phát hiện tại chỉ là đi ngang mà thôi. Ok, thì đấy là một số những cái cổ phiếu, đúng không ạ, những cái cổ phiếu để anh chị em chúng ta chú ý. Cái này Hoàng cập nhật lại cái danh mục thôi, đúng không ạ. Còn các cái cổ phiếu khác, một số anh chị em chúng ta hỏi về cái cổ phiếu như là BCG. Thì đoạn này BCG Hoàng nghĩ là cái xu hướng tăng rất là mạnh, đúng không ạ. Xu hướng tăng rất là mạnh. Trước thì Hoàng có ăn một sóng của BCG trên cái vùng này rồi. Thì hiện tại sóng này Hoàng không tham gia, bởi vì sóng này Hoàng cầm bất động sản rồi. Các cái cổ phiếu sinh lời rất là nhiều như là HTN, Phát Đạt thì cũng đạt được những tỷ lệ lợi nhuận tương đương, đúng không ạ. Thì những cái cổ phiếu anh chị em cầm, những cái cổ phiếu này thì anh chị em chúng ta vẫn có thể là cầm tiếp. Cái xu hướng tăng rất là tuyệt vời, hay là TCD, đúng không ạ, thì cũng đang giữ giá được cái vùng này. Nói chung là chưa có nhiều các cái yếu tố quá xấu ở đây, thì anh chị em chúng ta cứ cầm hàng để chúng ta quan sát thêm, đúng không ạ. Còn các cổ phiếu mà nhỏ nhỏ, Benny, hiện tại thì Hoàng đã nói trong cái video ngày hôm qua, hiện tại cái dòng tiền nó không vô những cái cổ phiếu này, đúng không ạ. Nó không phải là cái xu hướng chủ đạo của dòng tiền, thì anh chị em chúng ta không có tham gia các cái cổ phiếu này. Chúng ta nên tập trung các cái cổ phiếu vốn hóa chung và lớn. Thì đấy là nơi cái dòng tiền hiện tại đang vào, thì anh chị em chúng ta chú ý ở đấy. Ok, thì ngày hôm nay cập nhật lại cái diễn biến thị trường cơ bản là như vậy. Ngày mai hay ngày kia, đúng không ạ, thì anh chị em nào chúng ta muốn mua mới thì chúng ta phải chờ thị trường nó có những cái nhịp rung lắc, tuyệt đối được cái đu xanh. Đấy là những cái yếu tố để góp ý cho anh chị em ở vị thế chúng ta cầm tiền. Ok, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc anh chị em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ. Anh chị em ta nhớ là đăng ký kênh và bấm vào nút like ở phía dưới video.